Thì xin thưa với thầy Phụng và thầy Chiến, trong chương trình Chân Cam Vay thì có một nông dân từ ở Phụng Hiệp, Hậu Giang gửi một cái video clip về. Tuy nhiên trong cái chương trình hôm nay do lỗi chút gì kỹ thuật chúng tôi không có phát được cái video clip của anh Lê Văn Hùng ở Thạnh Mỹ B, ở xã Bình Thành, Phụng Hiệp, Hậu Giang để hỏi về chương trình về một cách bón phân cho cây lúa như sau. Hiện nay lúa anh đã đến đợt 2. Xin thưa với các nhà khoa học là đợt 2 hiện nay chúng tôi bón lúa tôi là xạ thưa theo quy trình canh tác là xạ thưa. Để đảm bảo thuốc trồi thì chúng tôi sợ là bón nhiều thì cây ăn hết, tôi chia ra 2 lần bón được không. Nếu bón một lần thì cây ăn hết. Đó, nhưng mà làm sao bón làm sao để đảm bảo số trồi thì xin mời thầy Phụng giúp giùm ạ. Thưa ý bà con, là nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa là bà con biết rồi, tức là bón phân phải là nặng đầu nhẹ cuối nếu tính về dinh dưỡng của cây lúa. Do đó là có nhiều cách bón phân, nhưng mà chủ yếu là đợt lót, đợt 1 với đợt 2 là 3 cái đợt phân đầu tiên để giúp cho cây lúa nó ra rễ, nó đẻ nhánh, nó phát triển sinh khối đó. Và không nên chia nhỏ ra nữa, tại vì chia nhỏ ra nữa thì báo với cáo với bà con đó là nó sẽ tốn công, rồi nó tập quán bà con nó cũng rất là khó đó. Thành ra là có nhiều cái điều kiện khác nhau. Thí dụ có những cái thử nghiệm là nếu mà có những loại phân mà nó chậm tan đi thì nông dân có thể bón một lần rồi, bón lót thôi, sau đó rồi nó tan từ từ rồi cây lúa nó hút cái giai đoạn 1 7 tới 10 ngày, nó hút giai đoạn 2 18-22 ngày đó. Sau đó nếu cần thiết giai đoạn đóng đồng có thể bón đồng đó. Riêng ở đây câu hỏi của anh là bón phân đợt 2 chia ra làm 2 lần, nhưng mà các nhà khoa học đã tính toán rồi, đã nghiên cứu rồi, bón phân đợt 2 đó là giai đối lúa ngắn ngày là từ 18-22 ngày sau xạ, và lần này là cái lần bổ sung để cung cấp dinh dưỡng cho những chồi đã đẻ và để thúc những cái chồi đã đẻ trở thành những chồi mầm mạnh về sau nó châu Âu. Trước bón phân đợt 2 không phải là cho tiếp tục nó đẻ nhiều quá về sau là nó thành chồi vô hiệu. Thành ra bón phân đợt 2 là một cái cách bón phân nó cực kỳ khó chứ không phải đơn giản, và không nên chia ra 2 lần bón, nên bón cách cái lần thứ nhất đó, độ khoảng chừng 10 ngày. Ví dụ lần thứ nhất mình bón 10 ngày sau khi gieo xạ thì đợt 2 là bón 20 ngày. Tại sao cách 10 ngày? Tại vì cái lượng phân bón bón đợt 1 sau khi bón xong thì trong vòng 7-10 ngày hầu như cây nó ăn hết phân. Lúc đó chúng ta phải bổ sung đợt 2 để cho tiếp tục là nó cung cấp dinh dưỡng cho những chồi đã đẻ để nó trở thành những chồi hữu hiệu. Nhưng mà tại sao không dồn hết vô cái đợt 1 để bón? Thì các nhà khoa học tính toán rồi, tỷ lệ cái mất phân rất cao, tại cây lúa nó ăn không kịp đó. Và tới 20 ngày thì cái lượng phân bón vô, đặc biệt là phân đạm đó, thì nó thấp thoát, nó bốc hơi rất nhiều. Thành ra các nhà khoa học là cho thấy rằng nếu mà bón những cái loại phân nó dễ thất thoát đó, thì nên chẻ ra đợt 1 và đợt 2. Còn có thể bón lót phân lân hoặc bón đợt 1 phân lân hết luôn cũng được, vì phân lân nó không bốc hơi đó. Còn không nên chẻ ra cái đợt 2 bón 2 lần thì nó sẽ khó khăn. Do đó đợt 2 thì nên tập trung bón một lần thôi của đợt 2, 18, 19, 20, 21, 22 ngày. Đó, tùy theo cái vùng đất và tùy theo cái thời gian sinh trưởng của ruộng lúa. Nếu mà chu kỳ sinh trưởng của ruộng lúa của giống lúa có thể nó dài, tới 100 ngày, 105 ngày, mình có thể dịch chuyển cái đợt bón phân đợt 2 thêm khoảng 5 ngày. Đó, để cho nó cân đối giữa cái đợt bón phân. Đó, thì chúng ta lưu ý như vậy. Sau cái đợt bón phân đợt 2 thì nên lưu ý là chúng ta sẽ đi thăm đồng, chúng ta sẽ quan sát, và nếu cần thiết thấy chỗ nào nó yếu chúng ta có thể bổ sung bằng phân hóa lá để mà chúng ta giúp nuôi những chồi đã đẻ nó đủ dinh dưỡng, nó mập mạnh để về sau thành những chồi cho bông. Từ lúc mà bón phân đợt 2 trở đi rồi, chúng ta nếu mà rắc cái phân mà bón gốc á, dưới đất á, thì lúc đó theo quy luật nó sẽ tiếp tục đẻ những cái chồi vô hiệu, và những cái chồi đó nó sẽ không cho bông. Vì các nhà khoa học đã nghiên cứu tới lúc cây lúa làm đồng nó ngừng sinh trưởng về vấn đề nó đẻ nhánh á, mà những cái chồi nào nó dưới 5 lá thì những chồi đó nó rụi, nó không thành bông. Mà nếu bà con bón phân nó trễ quá, những chồi về sau nó đẻ xum xê quá, nhưng mà tới lúc cây lúa làm đồng nó dưới 5 lá thì nó sẽ từ từ nó rụi. Như vậy là tốn công, tốn tiền, tốn dinh dưỡng nhưng không giải quyết được những chồi châu bông. Do vậy bón phân đợt 2 phải bón đúng cái quy định, tức là 18-22 ngày sau khi gieo xạ. Bón có hai cách, một là liều lượng từ 100 tới 150 kg đầu trâu A1. Thứ hai là bón gia giảm tùy theo cái sinh trưởng ruộng lúa, chỗ gò, chỗ trũng khác nhau, hợp lý, kết hợp với giá áo bằng các loại phân bón lá như là bình điền hay không, như nãy chúng tôi trình bày thì nó sẽ hợp lý hơn và nông dân dễ chấp nhận hơn. Xin cảm ơn thầy Phụng ạ. Thì kính thưa bà con, thì các câu hỏi này xin tôi bổ sung thêm một chút về sản phẩm của phân bón đầu trâu. Thì trong thời gian qua, trong chương trình canh tác lúa thông minh cũng như chương trình mà chúng tôi đang làm ở ngoài Thái Bình, chương trình mà giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, thải khí kính, hay là một số chương trình mà chúng tôi làm trực tiếp với bà con nông dân, thì chúng tôi bón sử dụng cái phân đầu trâu A1 hoặc là Agrotain Agro 1. Thì trong sản phẩm này nó có những cái sản phẩm hóa chất để ức chế những chất rất là tốt, Agrotain, để giúp cho cái tăng hiệu quả sử dụng cái phân đạm lên. Và thêm một điều nữa mà thầy cũng có nói đó, thì chúng ta biết thì cái giai đoạn cây lúa, giai đoạn nhỏ thì chúng ta bón ít, tại vì cái trên cái nền lúa chúng ta biết là cái sự mất phân rất là nhiều, nãy thầy nói rồi, chúng ta cái lúa nhỏ thì cái độ che phủ của lá nó chưa có đầy và sự bốc hơi trên cái bề mặt ruộng lúa nó cũng nhiều hơn. Và đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn 18 ngày thì lúc đó cái lá lúa nó cũng đã nhiều rồi, và chúng ta cần phải bón bổ sung để nuôi những cái thâm mập, đảm bảo số chồi. Chúng ta bón lai rai mà giống như thầy nói đó, là chúng ta sẽ nuôi những đẻ vô tình, chúng ta lại thúc cho nó đẻ thêm những chồi vô hiệu, không hiệu quả. Và chương trình đã minh chứng trong thời gian qua, chúng tôi thấy là bón giai đoạn 2 này khoảng 150 kg đầu trâu A1 hoặc Agro lúa 1 thì rất là hiệu quả, đảm bảo số chồi trên đơn vị diện tích. Thì xin nhắc lại cho bà con mình, nếu mà chúng ta sử dụng phân bón thì chúng ta nên nhớ để chúng ta nên sử dụng đúng, đừng nên chia nhiều, và chúng ta một mặt là chúng ta là không có công, tăng thêm chi phí lao động, thứ hai nữa là chúng ta không hiệu quả về mặt dinh dưỡng cho cây lúa trong giai đoạn mà đẻ nhanh.